bà có về không? Ở đây làm gì nữa? Định vòi tiền tôi à? Tôi không có đâu nhá. Cô có biết ấy, là mẹ cô phải mặc quần áo trái đi ra ngoài đường, đi hàng trăm cây số để đến đây gặp cô không hả? Con cho mẹ gặp cháu ngoại của mẹ nhá. Cho mẹ gặp nó một lần cuối đi. Không, mẹ sắp không nhìn được nữa rồi. Còn nữa, để cháu đỡ cô dậy nhá. Trời ơi, may quá của nó cũng không sao. Con nhìn thấy cô thế này, chắc là cô từ quê lên đây thăm con cháu có phải không ạ? Sao mà cháu biết hay thế? Tại con thấy cô mang rất là nhiều đồ ăn sạch lên đây nên con nghĩ thế. Mẹ con cũng hay làm như thế mà. Ơ, cô đi vội quá hay sao mà mặc đồ trái hết rồi cô ạ? Không phải đâu, là tôi cố tình mặc trái đấy. Sao lại như thế ạ? Tôi đi đường ấy, tôi mặc trái như thế này, rồi đến khi gặp con gái tôi ấy, tôi mới lộn ra để mặc lại. Như thế thì quần áo nó mới sạch sẽ, tinh tươm được. Con gái tôi lên thành phố học, làm việc, rồi kiếm được tấm chồng tốt, giàu có. Nên tôi lên thăm nó ấy, thì không thể để cho em nó phải xấu hổ với mất thể diện với mẹ nó được. Nhưng mà nếu mà cô mặc đồ trái như thế này ấy, thì chính bản thân cô cũng cảm thấy xấu hổ với cả mất thể diện với mọi người chứ ạ? Mới mất thể diện thì có làm sao đâu. Miễn là con gái tôi nó không mất thể diện và xấu hổ với mẹ nó là được rồi. Vậy địa chỉ nhà của con gái cô ở đâu ạ? Con sẽ đưa cô tới. Ở đây này. Công ty Việt Sắc ấy ạ? Ừ, con rể tôi làm chủ tịch ở đấy đấy. Chắc là con gái cô cũng phải xuất sắc lắm thì mới lọt vào mắt xanh của chủ tịch công ty Việt Sắc được ạ. Cháu. Nào, cô cháu mình đi thôi. Cô ơi, đến công ty của con gái cô rồi đấy. Bây giờ con vào trong kia để tìm nhà vệ sinh cho cô thay đồ nhá. Ừ. Cô cầm lấy đi ạ. Ôi kìa, Quyên. Có phải Quyên đấy không con? Bà đến đây làm cái gì ạ? Đi ra đây. Ôi dồi ôi, đi ra đây, đứng đấy làm cái gì hả? Bà lên đây làm cái gì? Mẹ nhớ con với cháu quá nên là mẹ lên thăm. À, mẹ có mang ít đồ quê lên đây này, toàn đồ sạch thôi. Ngon lắm con ạ. Bà mang về đi, mấy cái đồ quê bẩn thỉu này tôi không lấy đâu. Mà trước công ty tôi này, bà lên đây nhớ mọi người biết bà là mẹ tôi sao? Xấu hổ chết đi được. Lại còn mặc áo ngực nữa chứ. Ở trên thành phố ấy, mặc áo như này ấy, là người ta cho bà vào trại tâm thần từ lâu rồi đấy. Cái này... Thôi. Thế bà có về không? Ở đây làm gì nữa? Định vòi tiền tôi à? Tôi không có đâu nhá. Con ơi, con cho mẹ gặp cháu mẹ một lần đi. Mẹ nhớ nó lắm. Ôi, con cháu gì? Bà như thế này ấy, con tôi gặp bà ấy, nó lại phát sợ lên được ấy. Khiếp, có mấy năm không gặp thôi đã mặc quần áo ngược rồi, lú lẫn hết cả rồi. Chán thế không biết. Mẹ xin con đấy, cho mẹ gặp cháu đi. Ôi, bà đi về đi. Cô là ai? Chuyện nhà tôi khiến cô xía vào à? Bà điên này bị điên nên tôi đang dạy dỗ. Cô đúng là cái đồ bất hiếu. Cô có biết ấy, là mẹ cô phải mặc quần áo trái đi ra ngoài đường, đi hàng trăm cây số để đến đây gặp cô không hả? Mẹ cô còn tính ấy, bao giờ gặp được cô rồi thì sẽ lộn lại quần áo để mặc, để sạch sẽ tinh tươm. Vậy mà cô nói với mẹ cô như thế hả? Cô có biết đấy, cái lúc mà mẹ cô ngã, người mẹ cô thì mẹ cô không lo, chỉ lo đến bộ quần áo thôi, cô có biết không hả? Cứ cho là tôi nhầm đi. Thì bà ta lên đây để vòi tiền tôi, như thế cũng là không chấp nhận được rồi. Không, mẹ không lấy tiền của con đâu. Trong này là toàn bộ số tiền mẹ bán mảnh đất ở quê ấy. Mẹ nghe nói sau dịch bệnh khó khăn nên là mẹ cũng sợ công ty của các con cũng bị ảnh hưởng. Vì thế mẹ cầm hết toàn bộ ruộng đất ở dưới nhà để cho các con đấy. Bây giờ nhìn thấy con như thế này là mẹ yên tâm lắm rồi. Nhưng mà không cho mẹ gặp cháu ngoại của mẹ nhé.
nhá. Cho mẹ gặp nó một lần cuối đi, mắt mẹ sắp không nhìn được nữa rồi. Con nhớ. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Mẹ đi theo con lên công ty nhá. Từ bây giờ con sẽ chăm sóc mẹ ạ.